ngày 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Võ Lê Hoài Diễn 36 tuổi, quê Tiền Giang 12 năm tù về tội mua bán người. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2021, Diễn đăng thông tin tìm người bán thận trên diễn đàn Hiến Thận Chui, nhằm lừa những người có nhu cần bán thận để đưa sang Campuchia, bán lại cho người sử dụng tài khoản Zalo tên Phấn Đấu chưa rõ lai lịch. Theo thỏa thuận, Phấn Đấu trả cho Diễn 15 đến 20 triệu đồng trên người. Tháng 8 năm 2022, anh B, T, B, 25 tuổi, quê Quảng Ngãi tham gia nhóm Hiến Thận Chui. Diễn giả vờ hướng dẫn P làm hồ sơ pháp lý sang Campuchia bán một quả thận với giá 400 triệu đồng. Quá trình điều tra, Diễn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi bán được P và T, Diễn được Phấn Đấu chuyển khoản 37 triệu đồng. Diễn còn khai trong thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến ngày bị bắt đã bán được 10 người sang Campuchia, hưởng lợi khoảng 183 triệu đồng. Đối với Phấn Đấu, do chưa có thông tin lai lịch, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục truy xét, làm rõ, xử lý sau.